Kính chào quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách him.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Những đề tài thường bị thế lực thù địch che đậy, bỏ qua, bỏ quên và do đó chúng tôi gọi là những mảng lịch sử chưa viết. Kính thưa quý vị, trên con đường tranh đấu chống sự xâm thực của văn hóa ngoại lai thể hiện qua diễn biến hòa bình, chúng tôi có nhiều mẫu số chung với đa số quan điểm của nhân dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Gần đây, thế lực xâm thực nổi lên một nhân vật gây xáo trộn an ninh và chia rẽ sâu sắc trong các thành phần dân chúng, cả trong và ngoài nước. Việc phản biện những xuyên tạc lịch sử của chúng tôi đối với nhân vật này cũng trùng hợp với nhiều người trong nước. Và cuối cùng thì đến chính quyền. Báo chí khắp nơi cũng đã dần dần nhận diện tầm quan trọng của sự kiện và đồng thanh đăng tải bài viết của tác giả Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trưởng ban tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vạch trần âm mưu thâm độc của địch. Đó là trận chiến chính thức. Song song với nỗ lực vạch rõ sự xuyên tạc, nảy lên trận chiến khác cũng không kém phần sôi nổi. Đó là trận chiến bịt miệng những tiếng nói phản biện của chúng tôi. Từ những người bên vực luận điệu xuyên tạc của nhân vật đó, họ bảo chúng tôi phải im miệng để cho nhân vật đó tha hồ tự do ngôn luận. Và nếu có nói gì sai thì để cho nhà nước người ta làm việc, chứ chúng tôi không được phản biện. Và đây là trận chiến thứ hai, tuy là phụ thuộc nhưng không kém phần gay gắt. May mắn thay, cả trận chiến này gần đây lại cũng được các báo chí cổ vũ. Thí dụ, ngày 10 tháng 10, 2022, báo Bắc Giang đã đăng bài dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Ngày 12 tháng 10 năm 2022 cũng trên báo Bắc Giang đăng bài dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Kỳ 3 là phát huy sức mạnh toàn dân. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, báo Quân đội Nhân dân cũng đăng bài phát huy sức mạnh nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Rồi ngày 1 tháng 11 năm 2022, Đài truyền hình An ninh TV cũng có một phỏng vấn nhiều nhân vật như là Đại úy Phan Thị Thu Trang, giảng viên khoa khoa học xã hội nhân văn và tâm lý, Học viện Chính trị, Công an Nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Đức Minh, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và tác giả Nguyễn Tuấn Anh trong tiêu đề vạch trần bộ mặt phản động của các hội nhóm núp bóng yêu nước trên góc nhìn sự thật. Xin đọc cái bài phát huy sức mạnh nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của ông Nguyễn Tuấn Anh đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 31 tháng 10 mà tôi cho là nằm trọn trong chủ đề này. Việc làm cần thiết hiện nay là phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mục tiêu của chúng là tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng, làm suy yếu rồi dần xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc làm cần thiết hiện nay là phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phương thức tuyên truyền chống phá ngày càng tinh vi, nham hiểm. Hiện nay, Việt Nam trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển mạng di động nhanh nhất thế giới với khoảng 75 triệu người dân sử dụng Internet cho các mục đích thông tin, liên lạc, giao lưu, văn hóa, học tập, giải trí và kinh doanh điện tử. Tuy nhiên, trên môi trường Internet, bên cạnh các thông tin bổ ích tích cực là những thông tin tiêu cực, độc hại, không dễ kiểm soát, ngăn ngừa. Thực tế cho thấy, các đài VOA, BBC, RFI, RFA trước kia dùng sóng radio phát vào nước ta nên phần nào bị hạn chế tiếp cận với người nghe, nhưng nay nhờ sử dụng kỹ thuật số nên khả năng chống phá tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh livestream phát trực tiếp có thể truyền tải thông tin xấu độc đến hàng vạn người nghe, người xem trên khắp thế giới. Theo thời gian, phương thức tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi,
xảo quyệt. Trước đây, các luận điệu tuyên truyền cách mạng màu, xuyên tạc, xét lại lịch sử, bôi xấu hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận công lao, vai trò của đảng với đất nước thường khá rõ ràng, lộ liễu, thậm chí thô thiển, khó thuyết phục, không được nhân dân chấp thuận. Mấy năm trở lại đây, trên các trang thông tin tiếng Việt của VOA, BBC, RFA, RFI, cũng như một số trang mạng YouTube, Twitter, Facebook của các tổ chức Việt Tân, Triều Đại Việt, Tiếng Dân, Phố Bôn Sa TV, Nửa Vòng Trái Đất, Hội Anh Em Dân Chủ, v.v. thường tổ chức những cuộc bàn tròn, hội luận, đối luận, bình luận để kể chuyện lịch sử mà các đối tượng thường sử dụng những thông tin, sự kiện có thật nhưng được sửa chữa và thêm thắt, nhiều tình tiết ngụy tạo, bóp méo, rồi tung ra như một dạng thông tin chính thống. Những thủ đoạn kiểu này thường được thực hiện theo kịch bản dàn dựng công phu để khi tiếp cận không chỉ người trẻ thiếu hiểu biết, người dân nhận thức hạn chế mà cả những người có học vấn cao, thậm chí một ít cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu cũng có thể bị mắc lừa. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35 nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Thời gian qua, hàng triệu người dân trong nước khi tiếp cận được các thông tin bẩn đã vô cùng phẫn nộ với các chiêu trò kích động, bịa đặt, bôi xấu, hạ bệ lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và nhà nước. Bức xúc trước thực trạng đó, nhiều người dân đã dùng ngay chính những phương tiện cá nhân tự có và sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Twitter, Zalo của mình để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của những kênh truyền thông bẩn, chủ yếu từ nước ngoài. Ban đầu là hành động đơn lẻ của những cá nhân riêng lẻ, sau một thời gian ngắn, vì cùng tư tưởng chống giặc trên không gian mạng, nên những người dân dần dần liên kết với nhau một cách tự nguyện, tự phát, trở thành tự giác để phối hợp cùng đấu tranh phản bác các kênh truyền thông bẩn và thông tin xấu độc. Họ thuộc nhiều thành phần, giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi, trong đó có cán bộ, công chức, giáo viên, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, bộ đội nghỉ hưu, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước và cả một bộ phận người Việt Nam yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài. Nhiều người dân đã tổ chức các cuộc hội luận, đối luận, tranh luận trực tiếp trên không gian mạng với những đối tượng phản động, chống cộng cực đoan, cờ vàng ở nước ngoài và các thành phần dân chủ cụi, thoái hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa ở trong nước. Thật đáng mừng là các cuộc chống giặc trên không gian mạng của người dân đạt được hiệu quả khá tích cực, qua đó làm cho nhiều chủ kênh thông tin bẩn phải giảm bớt tần suất, mật độ xuyên tạc, chống phá. Vì là trí tuệ tập thể, trí tuệ nhân dân, nhiều người bằng trình độ lý luận, kinh nghiệm hiểu biết thực tiễn, kiến thức lịch sử phong phú vốn có đã phản bác các luận điệu xuyên tạc một cách kịp thời, thuyết phục. Cũng nhờ các cuộc đấu tranh chống giặc trên không gian mạng, nên nhiều người dân đã tự bổ sung kiến thức cả về lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội cho chính bản thân mình. Nếu trước đây đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân giành độc lập cho dân tộc và thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, thì ngày nay trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục thực hiện chiến tranh nhân dân trên mặt trận tư tưởng cùng các bài viết đấu tranh với các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước, trên những cơ quan báo chí, quân đội nhân dân, công an nhân dân, Nhân dân, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, cũng như nhiều cơ quan báo chí trong cả nước, thì hàng ngày trên không gian mạng cũng diễn ra các cuộc đấu tranh quyết liệt của nhiều người dân đối với những phần tử phản động, thù địch, cơ hội chính trị, không ít luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử của các nhóm phản động ở trong và ngoài nước vừa tung ra online ngay lập tức bị nhiều người dân phản bác bằng lý lẽ thông minh, lập luận sắc bén. Thật khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học của một cán bộ cao tuổi nghỉ hưu,
có thể trích dẫn ngay những câu nói của Bác Hồ về một vấn đề nào đó. Bác nói mấy lần, trong những hoàn cảnh nào, trích dẫn cụ thể tên sách, tập, trang, dòng, cơ quan và năm xuất bản để phản bác thông tin xuyên tạc lãnh tụ. Một thanh niên, một cô giáo dạy trung học cơ sở, một thương binh, cựu chiến binh, một cán bộ nghỉ hưu đều đồng lòng góp sức, góp công, góp phần tham gia bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc về đảng, về lãnh tụ và bôi đen bóp méo thành tựu công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử đất nước ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Bác Hồ và đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận. Thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, đảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất. Đảng ta dựa vào nhân dân, tin tưởng vào lực lượng trí tuệ của nhân dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là điều căn bản, cốt yếu tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà đảng là hạt nhân. Từ đó khẳng định chúng ta chỉ có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước các thế lực thù địch, phản động khi chúng ta biết dựa vào và phát huy sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân. Ký tên Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn quý vị kỳ tới. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình Kênh Mạng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.